Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì trước mặt các bạn đây là một web kiếm đồng ruba, web mới ra 5 ngày thôi. Thì đối với web này cũng phù hợp với bạn mới chơi cũng như phù hợp với bạn chơi lâu rồi. Thành thử ra web này mình hơi nói có đôi phần hơi chút cơ bản để cho các bạn mới chơi, cho các bạn mới xem clip của mình hoặc là các bạn lần đầu xem clip của mình thì có thể cũng có thể chơi được. Ok, chúng ta cùng xem web như nào nhé ở đây web của nó cũng có cộng đồng có kèm về chúng tôi này nọ linh tinh này lang tang linh tinh à, thêm nữa chào mừng những trò chơi giới thiệu thôi này mô phỏng những cái... cái thằng này nhìn quen quen ha nó đóng cái bộ phim gì ta không nhớ <laughs> ok thì ở phần này chúng ta sẽ có phần đăng ký đăng ký vào tài khoản mình đầu tiên sẽ nói về vấn đề cơ bản trước sau đó thì mình tiếp theo là mình sẽ Uh, đánh giá quét để cho các bạn nó lên uh, chơi như nào là ok, đây mình sẽ làm như này. ok thì thanh toán là bây các bạn nên điền địa chỉ ví vào đây luôn. anh em uh, mới chơi thì nên có ví đầu tiên nhé, việc đầu tiên phải có ví đã. bên này ok, chúng ta đăng ký. ok như vậy là như này, góc này bạn đăng ký thành công, các bạn đăng nhập ở đây cho mình. Ok, vậy là các bạn đăng nhập xem lại cho mình Ở đây thu nhập các thứ để kết luận, phần mua để kết luận à, Đặc điểm ở web này thì nó đầu tiên vào nó sẽ không cho bạn cái gì cả Các bạn kích vào đây các đồng sĩ của tôi này Ở phần này nhé Đây, trống rỗng luôn Chả có gì, lơ cơ xuống ở đây có hồ sơ của tôi Thay đổi mật khẩu Ở đây cái phần mã pin là cái phần quan trọng mà Các bạn cần phải quan tâm đi, Ấn vào đi, mã pin, ok Ok <laughs> nơi hồ sơ tôi để xem nào. không ấn nữa à đây, mãi pin cái phần mãi pin là cái phần quan trọng mà các bạn ấy thì các bạn ấn vào đây nhận mã pin chỉ trên thư cái này các bạn có thể check spam các bạn lưu ý nó sẽ gửi một cái mã pin về thư của bạn bạn dùng cái mã pin này để sau này để tiến hành rút tiền cái này quan trọng về các bạn dùng để rút tiền ấn vào để mà nhận về thư nhá thì nó sẽ gửi cho một cái mã pin thư các bạn lưu ý cái mã pin này lại để mà cho quá trình rút tiền đấy anh em hiểu không Hey, các đấu sĩ như tôi là đường của tôi xem phần là đường, của tôi, là đường của tôi các bạn không quan tâm thay đổi mà có mình giới thiệu đấy rồi ok thì tiếp theo là phương pháp kiếm tiền ở trên cái này nếu như các bạn không đầu, đầu tư thì chúng ta có thưởng nhấp thưởng nhấp thực ra là nhấp vào cái quảng cáo đấy là để ăn thưởng đây để nhận được tin tưởng bạn nhấp vào biểu ngữ thì biểu ngữ sẽ chưa hiện lên đã lúc okay, rồi ok cái này thì các bạn có thể nhận được biểu ngữ vì đợt trước mình thấy nó hiện rồi chắc là như nào lúc này không hiện ấy. ok nhiệm vụ này đây các bạn cần làm nhiệm tham gia nhóm để làm hoàng linh tinh, đồ đồ ngủ linh tinh Các bạn nhận được nhiệm vụ Ok phần nước sóng, cái phần này thì đương nhiên là dành cho anh em mới chơi rồi Ở phần này các bạn có cái phần kích quảng cáo, đây anh em kích ở đây ừ, để kiếm tiền ở đây chúng ta kích vào góc này nha, đây đếm đi. Tự dưng nó quảng cáo, đây thì được Ah, Sparta Sparta, Sparta, Sparta là cái bọn ấy á Cái thằng này nó phải là cái đấu trường mà cái kiểu như là cái cái thằng này có phải cái bộ phim nó là cái bộ phim mà cái cái thằng này nó 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 nó, nó bị làm lô lệ xong nó quay lại trở thành một uh, thằng ấy không? có phải bộ phim đấy không nhỉ? xong nó quay lại nó đập quay lại trở lại đấu trường nó đập hết bọn này không? có phải cái bộ phim đấy không nhỉ? đây tám trừ sáu tám sáu còn bằng bao nhiêu nhỉ? tám trừ sáu hình như đi bằng hai phải không? ôi, thông minh quá Ủa rồi các bạn thấy mình thông minh không? có tố chất không? 6 mình biết là bằng bao nhiêu luôn nhé đố các bạn biết được luôn Ok thì đây là phần nước sóng này phần này kiếm tiền thưởng này thì mình sẽ quay lại hồ sơ của tôi để cho các bạn nhìn thấy đây thì phần nước sóng này nó ở phần kết luận luôn thì các bạn ấn vào kết luận này thường nào kết luận này nó dịch một bữa phần như gọi là phần rút tiền hệ thống thanh toán các bạn chọn B như này quên nhầm nhầm đây, chương trình phương thức ừ, đúng không? thanh toán B thì đây bạn chọn bayer thì ở chỗ này là hệ thống các bạn nó rút và nhớ là cái mật khẩu cái mật khẩu ấy hình như là đây là tiền hay sao ấy nhỉ mình không nhớ thôi các bạn đầu hôm nào xem rút tiền thì mình sẽ sử dụng cái này thì các anh em sẽ hiểu hơn thì nói chung là cái phần mật khẩu cái mật khẩu được gửi về mail cho các bạn như ban đầu mình nhớ mình nói <laughs> nó ốm quá như ban đầu mình nói thì cái phần mật khẩu ấy các bạn phải nhớ để mà tiến hành rút tiền và cái số tiền các bạn biết hoa hồng là 0,9 phần trăm có nghĩa bạn rút 10 ru thì bạn sẽ mất khoảng độ 0,95 ru à. thì ở đây thì đương nhiên các bạn kích quảng cáo các bạn vẫn thể rút được tiền rồi các bạn không cần đầu tư gì đấy thì ý là như vậy nhưng mà chúng ta nếu như đầu tư thì có thể mua thêm được các đấu sĩ để mà gia tăng thu nhập ở phần này có chợ chợ lô lệ với các kiểu mua phòng rất đúng ta nhưng mà thực ra để đấu sĩ này để ở phần chợ chúng ta sẽ có đấu sĩ này giá là 1.500 thu nhập mỗi tháng mà người hưởng lợi nhuận là 50% khi rút ra là 50 khí vũ khí. À, đối với chợ như, như là nghe có vẻ là ok hơn là so với ấy đấy chúng ta sẽ quay lại chợ này à, à các đấu sĩ của tôi à, ở chợ này chúng ta để mua đấu sĩ nhầm này chợ lô lô nệ à, mua con này là giá 30.000 40 đấy thực ra cái thằng này ấy, nó có giống uh đánh giá luôn ở cái phần đầu tư như này có rất nhiều các option lựa chọn cho các bạn thì đối với thằng này Đợt trước mình cũng đã chơi từng nhiều những cái quét như này rồi có những quét chạy rất là lâu có những quét thì chạy một phát là chết toi luôn <laughs> phở thị trường mua lô lệ bán lô lệ thị trường lô lệ một người chơi có quyền bán lô lệ của mình giới thiệu hoặc anh ta có thể mua lô lệ giới thiệu từ một người khác với tiền được chỉ định à <laughs> cái này thì anh em hiểu lôm la rằng là giới thiệu được bạn bè thì bạn bè sẽ trở thành nô lệ của bạn và các bạn có thể có thể mua bán cái người nô lệ đấy hoặc là các bạn có thể mua nô lệ của người khác thì ở đây chúng ta sẽ 1.500 ở đây là 15 ru giá 15 ru này 45 ru thằng này 45 ru nên 90 Nếu hay mình mua đến 90 chợ này chợ ta này cái tết đếch gì nhỉ à, 30 ru 90 ru được thằng này tôi thập hàng 8, lợi nhuận là 400 phần trăm nâng cấp đấu sĩ nâng cấp đấu sĩ à nâng cấp vũ khí Ô, mình phải nâng cấp vũ khí à vũ khí mình đâu bổ sung chính trị à, đây 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 lưu cư số ở chỗ này chúng ta sẽ có hồ sơ này để phần đầu tư của bọn này hơi lòng ngoằng tí đây này đấu sĩ này đường này nâng cấp này đấy đấy giới thiệu người giới thiệu này. đầu tư này kiếm được thu thập này tham chiếu này trao đổi này số tiền thưởng này người trả tiền này này này, đấu sĩ mình chưa có ai ok mình sẽ làm 100 trăm vào đây để mà tiến hành thử tài chính về dự án tin tức là tài chính bổ sung kết luận đây là phần bổ sung phần là có nghĩa, đầu tư phần rút tiền phần trao đổi nhưng mọi khi thôi trao đổi này là các bạn không muốn rút tiền ra thì các bạn muốn bổ sung để đầu, lao vào đầu tư thì các bạn có thể trao đổi giữa cái phần kết luận này thành phần bổ sung này đấy là phần trao đổi đây khi mua hàng này thực ra các bạn có thể kích thẳng vào đây cũng được chắc kích, kích vào kia hệ thống thanh toán chúng ta sẽ có bộ money hơn đầu vào thì rất là nhiều nhưng mà đầu ra thì có chỉ có ba loại chắc lại trưởng ok đầu tư à không đầu tư 90 ru thôi đây đấy, 90 ru thôi để mua cái thằng kia 90 ru

nó chắc nó trong cái cảm giác đầu tư nó nó bị trừ tiền nó cảm giác nó hơi ót ót các bạn mình cũng không hiểu tại sao anh em thử đầu tư xem có cảm giác ót ót giống mình không để mình mua nhé đã gửi đồ sĩ ok các đồ sĩ của tôi đây vũ khí không sóng ôt thôi trời rồi chúng ta phải đây thu nhập mà hưởng lợi nhuận khi 45 mình mua và 55 phần 5 khi mình rút. Thu nhập hiện tại là 8 8640 mỗi tháng. Ok thì đầu tư 90 rubl thì 1 tháng thì hơn 1 tháng hồi vốn à. Ôi lại thế. Lại cái gì ra nữa. Thực ra nâng cấp vũ khí này thì mua thêm này thì thu nhập mỗi tháng được cộng thêm như này, thu nhập hàng tháng được cộng thêm như này, nếu như các bạn nâng cấp vũ khí ở đây thì mua cái thằng này thì nâng cấp vũ khí ở con em này Ôi thực ra là sờ cái chỗ này các bạn ạ à, Không thích bằng cái sờ chỗ này đâu Anh em cứ cảm giác thử mà xem mình thề bạn luôn Sờ chỗ này thích cực Còn sờ chỗ này nhìn săn chắc, nhìn đẹp thế này thôi Nhưng mà không thích Không thích đâu Sờ vào như kiểu giáp nó thô lắm Sờ phần này nó bèo nhèo, thích lắm Ok, cảm nghĩ sao của bạn về quét kiểu này thì có thể comment ở phần mô tả bên dưới Ở cái quét như thế này thì mình đã từng chơi rồi cái phần uh, khi mua này phần khi rút được 55 phần nó cho rất là nhiều ở đoạn này nha lãi suất cực cao ở thằng này cực kỳ nguy hiểm thằng này mình cũng không khuyến khích các bạn nên chơi đâu nếu các bạn chơi miễn phí thì được thằng này cực kỳ nguy hiểm này 55 phần khi rút tiền 45 phần khi mua có nghĩa là chạy được một tháng mình lại còn mua thêm được thằng lính nữa cơ nếu như đầu tư ru uh, khoảng 90 ru ấy thì mình mua thêm một tháng mình còn đầu tư uh, mình mình còn được thêm thằng lính nữa cơ Uh, thêm được lính và thậm, thậm chí là mình đã rút được trăm 5, 5 rồi và chỉ vào trong khoảng 2 tháng mình đã có thể uh, hoàn vốn và sau đó lại còn thêm được một thằng uh, vài thằng lính để gia tăng thêm thu nhập trong quá trình là chưa đến 2 tháng mình đã có thể gia tăng thu nhập để chắc chắn theo cái lợi nhuận kiểu như nó thì chưa đến 2 tháng mình đã hoàn vốn rồi cái con này lãi suất quá cao mà thường thì xinh đẹp mà như thế này ấy. người như thế này ấy. Bạn thử sờ vào nó xem nó thịt bạn ngay ở ông con mà nó người nó như thế này ấy. người nó móc dáng như thế này Sờ vào lăng loang cái là nó thịt luôn, nó cắt luôn. Các bạn biết là giá của hai quả cà hiện tại mới anh em tìm tìm kiếm ở trong thị trường chuyển nhượng trong thị trường chuyển nhượng ấy, giá của hai quả cà nó có giá là bao nhiêu tiền thì anh em tìm kiếm đi thì bọn này nó sẵn sàng là bán đấy. Đấy anh em cứ cố gắng tìm kiếm giá thị trường chuyển nhượng hai quả cà là giá bao nhiêu tiền anh em sẽ biết. Ok, cảm ơn tất cả các bạn thì chốt lại nhá. Quét này cực kỳ nguy hiểm đấy. Mặc dù là không cần đầu tư vẫn rút được tiền. <laughs>